À, chào anh em, thì cái ngày hôm nay á, là Pha sẽ đi qua bên Tiền Giang để đi cọc độ với ông Tâm Lú đó, và ổng chỉ cái đường Pha vô cái chỗ cầu á, Pha nói anh em là nhìn khủng khiếp lắm. Bây giờ Pha sẽ quay cái đường đi cho anh em coi đó, nên là ổng kêu đi cầu độ mà ổng chỉ vô cái đường vậy nè, cái đường này mà ổng là có chỗ cầu ngon lắm trong đây đó. Giờ không biết vô trong đây nó gặp cái gì trong đây nữa. Hồi nãy giờ là Pha chạy qua, nói chung là những cái chỗ kia nó còn ghê hơn cái chỗ này nhiều, mà mấy chỗ kia nó nói chung là thấy ghê lắm, không có vừa chạy vừa quay không có được. Cho nên là tới khúc này bớt bớt thì phải quay cho anh em coi nè. Trời ơi cái đường đó. Rồi thôi để giờ Pha cố gắng Pha chạy vô tới cái chỗ cầu Pha quay cho anh em coi nha. Thì ông Tâm Lú là ông nói trả lời cuối cùng, ông dắt Pha vô hồ dịch vụ câu mọi người này vô quánh độ với ông nha. À, coi nè coi hôm nay Pha hạ ông Tâm Lú nè mọi người, xuống cần luôn hả vợ? Cần này hả? Yeah, đây ông Tâm Lú đây, có mình anh hả? Chơi gì mà ngủ chơi quýnh độ, quýnh hồ, quýnh độ đã không đi hỏi lỗ cá mang cá lỗ nào cá ăn không chạy rồi làm lợi cắm ở gần cái đó hả? À? Bây giờ có chỗ nào để đợi có cây cắm nữa. thôi coi mặt gian kìa ông nội, thôi chết luôn, vô xí điểm trước, xí lỗ trước đúng không nội? Không xí chơi kìa, ông cũng đổi ông qua quýnh luôn đó, tôi quýnh luôn này. Thôi chơi xí ông ơi. Thôi xí ông ơi. Đây vô tới hồ nè mọi người, đây là hồ câu dịch vụ ở Tiền Giang nha mọi người. Đó, hồ đẹp ghê. Em là gì đây? Em là... Làm đây hả? Em người quen. Người quen hả? Em qua chơi. Đây ông Tâm Lú đi câu hồ, ông đem theo con vịt à. Giờ ông ra ông lấy nữa rồi. Thì đây cá này là nó ăn đó đúng không? Dạ. Cá bự có ăn đó không? Có khi cá bự có ăn. Dạ, cá bự chừng mấy ký? 5-6 ký. Dạ, là cũng ăn cái đó luôn hả? Dạ. Rồi, giờ Pha tổng cá bánh luôn. Cá này có ăn cút vừa không? Có. Nè, là cá ăn cút vừa bánh được ha. Được. Thấy không? Thấy. Để tôi đứng dậy, chết luôn nha. Thấy. Cút vừa. Cút vừa ông Tâm Lú mua nè. Câu mấy bịch? Bốn bịch ngủ câu độ mà. Mấy bịch được? Bắt là mua thì đâm. Em biết không? Mua bánh nhiều bánh. Nãy nhóc kia kêu chọn hộp vịt. Mà nó kéo rồi. Dịch cũng được nữa. Đem kéo đâu? Đồ cắn giờ cắn nước sao? Con kéo không được. Bây giờ lấy anh mượn dao. Tâm Lú rồi. Đây có bán 10.000 cái rồi. Đi câu không đem lưỡi gì chưa. Ông ơi, hộn vậy ông đi về đi ông ơi. Gì vậy mà ngủ qua câu độ này kia rồi. Câu đâu cần lưỡi gì chưa ông ơi. Ông chồng ông cũng cho mượn lưỡi nữa kìa. Chơi vậy Pha đi câu đủ là câu độ. Mà điện hỏi Quy Dương lỗ nặng cám chơi vậy chơi ai? Còn hàng ngày câu xong đó thì chưa vô con hồ vô lần đầu tiên vô con hồ câu. Không ơi. Ngủ quýnh độ thôi chết luôn. Chơi ai? Không biết nào ngủ quýnh độ rồi nha. Nào ngủ rồi nha. Ông ngủ tôi đã rồi giờ sợ. Ở đi câu cá ta, câu cá mà ông kêu 12 chưa đi. Chạy luôn. Cá mà tới sáng chiều tối thì đến 12 chưa đi. Chạy hết. Thứ gì rồi. Chết luôn. Bây giờ anh muốn đi tối. Tối đi cô mà. Chọn cứng á, chọn nhỏ cái mẹ rẻ hết à. Cái mẹ dữ không hả? Có cái mẹ bự á. Mẹ Vinh hả? Mẹ Vinh á hả? Mẹ Quỳ Kinh đó. Ủa nó vô luôn hả? Ừ, bơm nước á, nhà trứng nó vô á. Chọn cứng á. Đây bình thường có ai câu không? Có à, ngày chừng mấy cây? Ngày 3-4 cây. Mày có lên cá không? Có. Ngày nào cũng lên không? Không, mấy bên này không vô hả? Mấy bên này không có vô hả? Không. Thường cứ nhật thì mới đông. Ừ. Thường ít hả?
chuyên nghiệp trộn cắn có khác từng mấy chỗ. Vụ này cũng xong những Ấn Độ. Rồi. Vụ này cũng xong những Ấn Độ. Vụ khỉ. Đi câu không có biết câu. Nắng mà không được mà còn chê nữa anh em. Trộn chuyên nghiệp mà trộn vậy nó bớt cái mùi nó không dính rồi. Đó. Rồi mạnh nào mới bóc mồi chơi. Tôi đánh đứa bự tôi bắt nè. Này ông Pha với Tâm đi đánh độ nha mọi người. Đánh độ cháo lòng. Đó. Nhật cho lớn rồi. Nhật là cho nó chơi ngoài đi. Đừng có lôi kéo gũ ghê thêm. Ông là lộn ông thôi chắc rồi chứ ông đừng có kêu người mày vô mà cứu ông ha. Mày chơi mày ngủ là quýnh độ mà mày chơi gian mà điện lính anh mày hỏi lỗ. Mày chơi với ai? Thôi ông ơi độ. Ông chơi bị nhỏ một lại lên anh Pha mới điện em hỏi lỗ nè, lỗ ông Cám. Ông sân nhà ông. Sân nhà có vô đây lần nào đâu sân nhà. Thôi độ. Đó giờ quýnh sông ngoài cũng quýnh hồ đâu. Sân nhà ông ơi. Ngủ là quýnh độ mà nó điện hỏi thằng kia lỗ ông Cám nằm đâu. Rồi giờ vậy được không? Câu khác. Ừ, ông tổng đi. Tổng cái câu đi. Chấp vua đem mũ bơ. Ghê tổng bơ câu. Để chuối. Đúng nè. Để nó dùng phải chỉnh cho cái chim. Có lá chim không? Có. Chim bự. Vô đây câu bà hả? Có đi đâu, đi có đường không? Chị rồi sao biết chị bự không nội? Cắt ghé mua. Dễ nghiêng nhóc kia ra cái chị bự. Có chị bự mà. Câu cá mang à? Cá mang à? Cá mang quýnh nổi. Trời ơi, đồ biết hết trơn ơi. Thôi đồ không biết hết trơn câu gì nữa. Vậy thì chơi sao lợi không? Mày điện Quy Dương tao điện khác. Mày điện Quy Dương thì tao điện thằng khác, tao hỏi. Chứ mày chơi chưa hết, Quy Dương nó một. Nói, anh Ba điện em hỏi lỗ nằm đâu, hỏi quýnh cho sáu luôn rồi chơi cáo đâu mà chơi bốn chơi sáu rồi cáo chơi. Thôi vậy chơi cho lại ông nữa chơi. Chơi gì vậy? Ông ơi chơi ông vô hồn mình chưa biết chuyện, không biết cái trời, không biết con cá làm đâu, ăn gì luôn anh em. Mày hỏi ăn chỗ đây nào đâu. Thôi thua cha, chuyến này Pha thua non nghe. Chấp ông đánh trước, ông đánh đi. Không cần chấp này. Đánh đi, xuống cần mà vô giành lỗ, vô xí điểm trước luôn. Cắm mới cần sẵn. Không, ông ra giữa ông câu đi. Không, ông ra giữa ông câu đi. Thấy rõ ràng chưa anh em? Đó. Thua. Chơi vậy thì ai chơi lỗ cho ông nữa. Ông lên xuống cần hết vậy? Xuống cần vậy vô. Chơi kỳ. Ở quýnh hồ đâu biết xuống cầm nhưng xuống cầm. Ông đánh thì ông gác tôi rồi sao tôi câu. Ông quýnh thẳng ra ngoài. Ông dạ đánh xéo không nói thẳng. Tới thằng Phai xuống nha nè. Rồi chọn phơi cám khác rồi chơi mày. Chơi luôn tạm luôn. Chơi ai mày? Chơi ông với ai? Chơi kỳ hả? Kỳ nhợ không? chơi kỳ vậy? Quýnh kỳ nhợ. Xuống cần luôn chú ơi. Hai cây. Cậu quýnh cứng á. Cũng mệt. Đó không biết chọn cám. Nó đâu có chọn cám được. Đây mọi người. Thì hôm nay là có sự xuất hiện của ông cần thủ miền Tây nha. Đó, ông cần thủ miền Tây qua chơi luôn. Rồi, giờ ông vô đây quấn nó bánh luôn nha mọi người. Mới 28 tuổi kìa. Sao mà liên tục luôn hả? Liên tục. Cái lưỡi này bắt cá 200 kg trong bò. Chơi nó thiện luôn. Nó đưa anh câu, nó đưa lưỡi về nè. Cái đó đưa anh câu, cái lưỡi đó xong lên mạng nó chửi anh thì thôi luôn.
đưa ba cái lưỡi đó cá bên bè thể hiện ăn gút gút còn luôn, chưa kịp qua đóng là xảy mẹ rồi. Cái con là chuyên nghiệp, chọn chính xác chưa? Nếu chuyên nghiệp cuối hồ ngủ hàng đi quýnh xong quýnh độ. Đâu, cưỡi cháo lòng. Đó giờ mới quýnh hồ lần đầu tiên luôn. Nghe mà làm công tại nha. Cá chim lên ăn quýnh mẹ. Cá ăn Mỹ mà. Cái mẹ ông nội ơi. Cái vỏ khế hồ bắn thẳng cá. Nóng 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 kìa. Đó, ông Tâm Lũ giờ chạy ở bển nha mọi người. Còn Khoa thì nằm đây. Đây Khoa là một đống chịu tận đây. Hả? Tàu ghê đây. Đây cần thủ miền Tây lên hàng. Đó, xách lên luôn. Trời ơi, lên cái con lên. Xách lên ơi, chiếc van này xách lên nội. Xách lên luôn, ghê cái bên luôn vậy. Em riêng. Ký máy. Cái 2 ký cái máy gì không? Cân nó bắt về. Bắt về bắt cũng cân cân được. Bắt về lấy rộng ghê quýnh cá ăn cắm viên em ơi. Ủa nó ăn nó không thẳng cây hả? Không nhâm vậy. Đây là ông thần Nhật cũng câu nè đó. Nhật có bán luôn á. Nhật có bán luôn nha mọi người, ngay chỗ ngã ba Tung Lương đúng không? Chứng tỏ không phải cắm giả nha. Đó thì câu đó thì cá y mới lên nè. Cây mê công này y có bán luôn nha mọi người đó. Bao chơi bạo lực. Bữa nay á là Khoa đi câu với ông Tâm bảo hồ luôn anh em, bảo hồ sao là cầm cái cần đi giáp cái hồ luôn đó. Cái hồ hầu như là có nhiêu chỗ là ông trời đều hết nhiêu chỗ luôn đó. Ông Tâm này bảo hồ nha anh em. Thua. Đó. Bây giờ ông bắt đầu ông làm nữa là ông xào nữa nè. Đó. Trời ơi, nhóm sẵn luôn. Cho cục nào cũng nấy. Như cục cứt chuột vậy đó. Đó, nè, quánh đó nè. Thấy không, ông chạy, từ bờ này qua bờ bên kia rồi. Chạy vòng, nói chung giáp hồ rồi. Giờ ông chạy trở lại nữa. Thiệt luôn chứ. Hết thần. Đó. Tuổi cá người ta nữa. Chứ Khoa bỏ đâu bỏ đó. Trời ơi Cần ơi. Khá quá trời luôn. Ghê vậy. Thẳng cây cần vô cứng ngắt luôn. Ngại nó. Ừ đó. Hai quá độ ông nào lên tên. Ông nội này ngồi chơi lên hoài ông nội ơi. Đây Khoa đánh đổ với Tâm tớt quớt này, giờ ông giật lên nữa nè. Bự không? Trời ơi, cá nè. Trời ơi, thôi. Chạy ghê vậy chứ. Thôi cá ăn cắm viên ông ơi. Nghe lời ông Tâm tổn tầm bảy tầm bả tớt quớt luôn. Thua. Ghê. Thôi. Người ta đi theo chơi mà ta dính đi ghê, hai hàng quánh thiệt không dính khỉ gì đâu. Lại luôn. Tâm bỏ chạy luôn. Cá lớn quá trời ha. Không nhắc. Cá lớn vậy là cút vừa không chơi ta. Quất khẳng đây gần nghe một cái kịch thấy ghê. Quất nghe cái đầu tiên nghe cái rét rồi, giờ thấy tự nhiên cái thao nó nhả xuống. Xong dòm lại cái nữa thấy nó chạy nữa. Bốn lưỡi chứ nó trơn. Rồi có cá canh chua luôn. Không làm, ghê. Hai ông độ.
hai con cá độ. Ghê. Dằn. Ừ, hai thằng đi câu độ mà hai thằng toàn là bà độ không à. Còn thằng đi heo chơi mà đi câu chơi mà dính quá trời luôn. Này chắc phải coi là ăn ở của hai thằng quá. Rồi nay mà qua cứ như là Pha đi sân khách mà Pha qua sân nhà của ông Tâm Pha bánh, mà nếu mà lỡ có về là cũng coi như ông Tâm thua nha mọi người. Chứ sao ông sân nhà ông sân nhà phải chấp mình nửa tái đúng không mọi người? Sân nhà mà về là coi như là thua rồi chứ sân nhà vậy sao được. Sân nhà ta sân khách qua cứ đá đồng. Ờ, sao đá gì đây đâu đá được ha anh em. Một thằng quýnh trong, một thằng chiên nhau quýnh hồ. Thôi à, không có nào chiên hết trơn à. Kêu chắp chắp chéo gì. Nói chung là không có nào chiên hết trơn á, chơi văn nghệ múa lửa chơi thôi chứ không có chiên. Thôi. Nó giúp kìa em nản quá trời luôn, nó đụng em xóa số anh luôn chứ. Cá ăn anh em, ở gì vậy, gì vậy? Đi vậy? Con. Đó. Trời ơi, gì cắt con nội, trời ơi. Trời dính miệng luôn ông ơi. Cá mè dính miệng đàng hoàng. Có cá là lụm ông Tâm nha. Đây, phải dính cá rõ ràng nè ông Tâm ơi. Đó, pha lên hàng thì vậy ông Tâm. Cá này giải đẹp ha. Đó. Cá giải đẹp à. Sợ luôn. Này, Tâm thu chắc rồi, cá này giải đẹp rồi, để làm chứng nha. Để ông Tâm cần. Cái này là Tâm thu chắc. Cá này giải ngộ rồi. Chân này nó bị thẹo, bị thật rồi. Ông Tâm hay lắm, ông không thấy pha lên cá là ông mua đồ vô ông chung liền luôn anh em. Đó. Hai thằng đánh cái độ cháo lòng mà giờ thành ra cháo gì, cháo gà, cháo vịt gì rồi nè. Hả? À, rồi chung luôn nha. Ờ cháo gà nha mọi người. Đây. Nhóc của ơi. Đây. Chứ gì tao mới lên cá ông nội ơi. Tao mới lên cá thầy. Chung mà cái vẻ mặt coi như là không có được vui á anh em. Ơi. Anh em thấy rõ ràng ông Tâm là ổng chơi giờ ổng chơi sân nhà ổng. Ông không lên cá gì trơn á mà vợ không chịu thua á, chơi với trời mất mặt quá anh Tâm ơi, thiệt luôn á, em không ngờ anh chơi lúng vậy luôn á anh Tâm, không có nào lên cá giờ mà lắm thua ai gần chết đây, anh chơi lúng quá anh Tâm ơi, thấy cần thấy rõ ràng quá. Rồi thôi mời mọi người dùng bữa chiều nha, rồi mình kết thúc tại đây luôn, chứ cá mắm thì bữa nay là thua rồi, không có lên gì hết trơn á. Alo. À, thôi mời mọi người dùng nha. Cháu trong tầm vàng ngọt lắm, thơm lắm. Thơm nhang. Đồ của ông Tâm là ngon à. À, anh em ơi, thì cái tinh thần là ông Tâm muốn mua cháo với chồng Khoa ăn, bà ổng ăn á, thằng Khoa ăn ổng có vui anh em thấy sao nè, đó thằng Khoa còn ăn đây nè mà ổng ra ổng ngồi vậy đó, kêu ông ăn ông không ăn, không có vui vẻ gì trơn á anh em. Ừ, chứ để hồi nữa chắc Khoa dán mà nhín nhút phải lấy tiền sữa và trả tiền cháo cho ổng chứ thấy ổng em không có vui, buồn quá trời luôn. Ăn mà thấy lương tâm cắn rứt quá ông Tâm. Mà ăn đi ơi. Ăn mà không vui, ổng không vui anh em, ổng cười mà ổng cười ngượng không à. Anh em thấy không? Đó. Ổng cười ngượng không à. Thiệt luôn chứ nản. Anh em lâu ngày qua chơi, đãi con chầu cháo không mà ổng làm mặt ổng vậy á. Buồn quá. Buồn quá buồn anh em à. Chuyến này là chắc mốt không dám mà chơi rồi dạng như chơi đổ với ông Tâm nữa quá. Mốt chơi thì có gì để Pha chung cho, để Pha mua cho. Nha. Yeah.
Rồi thôi, nó chơi vui nha anh em. Rồi chuyến này tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong cái video khác. Bye bye anh em.